Như những người nhiều trải nghiệm như anh Danh ạ, thì đâu là chìa khóa về kỹ năng, về chuyên môn và về network để thành công được trong ngành dược ạ? Em xin cảm ơn ạ. Vâng, xin mời anh Danh. Cảm ơn chị Ờ, Hạnh. câu hỏi của chị Hạnh là một người làm marketing cũng lâu năm. Và câu hỏi này thuộc dạng câu hỏi khó ha, tức là về kỹ năng và các cái gọi là cái năng lực cá nhân để làm sao mà để cho thành công ở trong công việc marketing nói chung, và thêm cái mảng kết nối nữa, kết nối nữa như thế nào. Thì thật sự như thế này là thôi mình bắt đầu bằng cái kết nối trước đi. Ở trong ngành dược đó thì giống như ban đầu mình nói đó, thì để làm một cái công việc về marketing nói chung đó, thì cái kết nối rất là quan trọng. Mọi người đã nói về cái kết nối giữa sale, marketing, giữa các cái phòng ban nội bộ. Và trong ngành dược là những cái ngành mà khi chúng ta làm phân tích hay tương tác khách hàng, các cái người mà chúng ta gọi là stakeholder đó, những cái người đó nó đa dạng lắm. Tức là chúng ta phải từ người tiêu dùng cho đến nhà thuốc, cho tới bác sĩ, cho tới dược sĩ, cho tới rất nhiều người. Và vì vậy nó làm cho những người, và đặc biệt chúng ta còn có những cái third party nữa, những agency nữa. À, và khi chúng ta làm PR thì chúng ta không thể quên được những cái agency PR nữa. Như vậy vô hình chung cái việc mà cái engagement, cái tương tác nó nhiều cho những cái người ở trong ngành dược đó, nó bắt buộc cái sự kết nối là sự cần thiết. Chắc chắn là sự kết nối là cần thiết. Cái thứ hai nữa là vừa làm marketing vừa làm dược nữa, và lúc nãy bạn Dung cũng nói một cái ý hay ở chỗ là chúng ta học từ đâu? Chúng ta học từ thị trường, và chúng ta có khi học sản phẩm từ các bác sĩ chuyên môn nữa. Thành ra muốn đi theo như vậy thì bắt buộc chúng ta phải có một cái kết nối rộng để chúng ta có thể làm được tất cả những cái chương trình cả bên trong và bên ngoài. Đó là về cái kết nối, và dĩ nhiên kết nối nó cũng phải là một cái năng lực cá nhân ở trong cái việc mà phát triển của cái ngành nghề marketer dược. Và tôi nghĩ cái câu hỏi của bạn Hạnh cũng rất là hay, tại vì thật sự ra các bạn mà đến đây nghe gọi là các diễn giả, cũng phải diễn giả gọi là chia sẻ với nhau các cái câu chuyện, thì các bạn đều mong đợi là nếu nay mai mình làm marketer dược thì mình cần những cái năng lực hay kỹ năng gì. Thì tôi tạm nói về cái kinh nghiệm của tôi thôi ha. Thì lúc nãy tôi có nói từ đầu buổi đó, thì nếu mà tôi đặt cuốn sách đó, thì tôi sẽ đặt cái cuốn sách là gọi là những ngày cày sới ví dụ cho vui, cho nó vần vần với nhau. Thật sự ra thì phải cày thôi. Cái đầu tiên là phải phải cày cày có nghĩa là theo cái nghĩa là chúng ta phải hiểu mọi thị trường. À, phải đọc sách, phải tương tác, phải làm việc rất là nhiều. Như vậy cái yêu cầu đầu tiên của người làm marketing ngành dược là phải có sự nỗ lực rất lớn. Và thứ hai nữa là chính những cái thành công ở trong công việc của mình khi mình làm, mình thấy á, nó lại là cái động lực để cho mình tiếp tục mình theo đuổi cái nỗ lực đó. Cái thứ hai tôi muốn chia sẻ về, tại vì tôi thấy cũng một vài bạn đồng nghiệp của tôi cũng tham gia trong này nữa, tức là cái đam mê ở trong cái công việc đó nó giúp cho chúng ta đi cái đường dài, giống như chị Hạnh có nói là đã ra rồi lại vào, Hà Anh cũng đã vào rồi ra, rồi bạn Dung đang từ sale qua marketing. Cái đam mê nó giúp cho cái người marketing chúng ta đi theo một cái con đường dài, và cái đam mê đó nó thực sự ra thì nó không nằm ở chỗ chúng ta muốn là chúng ta được, cái đam mê đó nó nằm ở chỗ là chúng ta thấy được cái kết quả, chúng ta tiếp tục đam mê. Cái thứ hai nữa thì bản thân cá nhân tôi khi mà mình làm y khoa, mình chuyển qua làm marketing dược đó, thì tôi từ y tôi bước qua dược rồi tôi bước qua marketing, thì mình trộn những thứ đó lại với nhau. Và gần đây thì tôi chuyển qua tôi làm những cái mảng về digital health, quản trị bệnh viện, mua bán bệnh viện đủ thứ, để làm chi, để mình học. Và cái quan trọng nhất là cái giá trị, khi mình thấy được mình làm việc đó nó có một cái giá trị gì đó, có thể là cho đồng nghiệp, cho cộng đồng, cho cái giới trẻ, giống như bạn Phương Dung đang muốn về cái việc đào tạo đó, thì khi chúng ta thấy được cái giá trị á, thì cái đam mê nó lên. Chúng ta làm chúng ta thấy được cái kết quả rồi, chúng ta thấy được cái giá trị thì cái đam mê nó lên. Như vậy thì kết quả cuối cùng mà mình mong đợi là các bạn marketer nói chung khi chúng ta đi theo vào ngành dược á, thì chúng ta phải có nỗ lực nhất định, chúng ta phải thấy được cái kết quả, và khi mình làm á, mình đam mê nó thì và mình thấy được cái giá trị. Và như vậy mình làm cái gì thì làm cái giá trị nó rất là quan trọng, là tạo ra được cái giá trị thì mình sẽ theo đuổi được cái con đường. Và làm thế nào để có những kỹ năng đó thì thực sự nếu mình nói kỹ năng thì rất là nhiều, nhưng mà cái mục tiêu nó sẽ là như vậy. Còn chúng ta phải có kết nối, chúng ta phải có team, chúng ta phải có học hỏi liên tục, chúng ta sẽ có những cái kỹ năng ví dụ như đọc sách rất là nhanh, ví dụ như vậy. Và cái mà tôi muốn trao đổi ở góc độ một cái người
marketing đó, là chúng ta phải phải thay đổi liên tục. Tại vì thị trường nó thay đổi liên tục, và chính cái đó nó lại làm cho chúng ta thấy rằng là cái học hỏi liên tục nó giúp cho mình đam mê và mình đi theo nó. Chứ còn nếu nó nằm chỗ đó, mình sẽ chán. Thì cái đó là một vài cái ý mà mình tiếp nối theo cái vấn đề mà chị Hạnh đặt ra, một cái câu hỏi rất là hay.